được mà con. Mẹ để cho con chết đi. Em xin lỗi anh, thật lòng em không muốn giấu anh đâu. Và cũng luôn đổi thay. Nào ai biết chưa, tất cả tội lỗi do ba gây ra, ba sẽ gánh chịu hết con. Bình tĩnh đi, mai tao sẽ đưa tụi bay qua biên giới. Đúng rồi, thằng Dũng là công an. Thì ra từ trước tới giờ trong lòng anh không hề có em, chỉ có cô ta thôi. Anh mới là người xứng đáng với em hiểu chưa? Dành cho nhau niềm tin và tình yêu thương, đời sẽ vơi bớt đi những niềm đau. Em đã nói với anh rồi mà, em biết anh Kỳ qua ân bạn của em. Ngoài ra em với anh Kỳ không có mối quan hệ nào khác. Em không muốn gặp anh nhiều nữa đâu, tại vì em còn đang đi học. Năm nay là năm cuối rồi, rất là quan trọng. Với lại ba mẹ không có muốn cho em quen ai hết. Nhưng mà không lẽ ba cái chuyện riêng tư này em còn phải nghe lời ba mẹ nữa sao? Em biết chứ. Nhưng bản thân em cũng muốn như vậy. Em xin lỗi anh. Em nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn bình thường thôi. Cảm ơn anh vì bó hoa này. Em sẽ giữ nó như một kỷ niệm đẹp. Không sao, nếu như em đã quyết định như vậy rồi, anh sẽ tôn trọng. Anh về trước đi. Mời bác sĩ Thi. À, đây là kết quả của hai mẫu máu mà chị nhờ xét nghiệm giùm. Kết quả là cả hai có cùng huyết thống với nhau. Cảm ơn em. Dạ không có gì. Đây là người quen của chị hả? Không, cũng quen. Đây là bạn của chị. Họ ngại không dám đi xét nghiệm cho nên nhờ chị đi xét nghiệm giùm. Vậy chị giữ kết quả nha. Có gì gặp lại chị sau. Chào chị. Cảm ơn em. Dạ.
anh Hùng. Em xin lỗi. Mấy anh có chuyện gì ạ? Dạ, xin chào chị. Tôi được biết là ông Danh đã về đến nhà. Chúng tôi muốn gặp ổng để hỏi thêm một số thông tin của băng nhóm vừa rồi. Tôi nghĩ là anh Danh sẽ không biết thêm thông tin gì đâu ạ. Không sao đâu, chỉ cần cung cấp thêm thì càng tốt. Xin mời. Mời các anh. Dạ. Xin chào. Chào anh. Không sao đâu, ông cứ ngồi đi. Tôi là Hùng, thủ trưởng cơ quan điều tra. Hôm nay tôi muốn gặp ông để hỏi ông về một số thông tin băng nhóm vừa rồi đã gây án với ông. Tôi cũng muốn cung cấp tin cho các anh, nhưng thật sự tôi không biết ai đã gây ra chuyện này. Tuy không biết, nhưng chắc ông cũng đoán được ai chứ. Tôi không biết thì làm sao tôi có thể đoán được. Vậy ông hãy cố nhớ lại xem, trong mối quan hệ làm ăn của mình, ông có đã đụng chạm với ai chưa? Tôi nghĩ chắc là không đâu. Anh cũng biết, gia đình chúng tôi làm ăn nhỏ, chủ yếu là giao những mặt hàng mỹ phẩm thôi, đâu có xích mích với ai. Theo tôi nghĩ thì cái bọn này nó bắn làm người thôi. Với sự truy sát như vậy, tôi nghĩ không phải là lầm đâu ông Danh. Chúng tôi mong ông nhớ lại xem kẻ nào có thể cầm đầu trong vụ vừa rồi. Chỉ cần ông cho chúng tôi thông tin, chúng tôi sẽ mời người đó lên truy hỏi ngay. Cảm ơn anh, tôi rất muốn giúp anh, nhưng tôi đã nói lúc nãy rồi, trong việc làm ăn tôi quan hệ đối tác rất là tốt, không có xích mích hoặc bích lòng ai cả. Vả lại nếu mà có bắn lầm hay hiểu lầm thì tôi có biết ai đâu mà nói chứ. Xin lỗi anh, chồng tôi nói đúng đó, chúng tôi chỉ kinh doanh nhỏ thôi, làm gì mà có đối thủ đến mức độ phải truy sát chứ. Chắc là lầm thôi. Tôi hiểu rồi, có thể là như vậy. Nhưng mà nếu như sau này ông có nhớ về ai hoặc suy đoán được ai đã gây ra vụ này với ông, hãy đến gặp tôi. Dạ, tốt lắm, rất mong sự cộng tác của ông bà. Cảm ơn anh. Chào ông bà. Dạ, chào các anh. Xin chào. Xin mời. Chào ông. Anh có chuyện muốn nói với em. Không được đâu anh, nếu có ai nhìn thấy sẽ dị nghị lắm. Thi nè, anh gặp em với tư cách là bệnh nhân muốn được bác sĩ tư vấn, có dị nghị gì đâu. Thôi được rồi, vậy qua quán cà phê bên kia đi cho tiện. Vết thương của anh đã ổn chưa vậy? Đã ổn rồi em. Anh thuê riêng một bác sĩ và y tá để chăm sóc vết thương, cho nên anh không cần phải tới bệnh viện để thay băng. Vậy cũng được, nhưng mà anh vẫn phải thường xuyên tới bệnh viện
để kiểm tra thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe của anh. Bây giờ hai chúng ta mới thật sự thoải mái nói chuyện. Sao, cuộc sống của em vẫn ổn chứ? Dạ ổn. Anh đã tới gặp thằng Kỳ rồi. Anh khuyên thằng Kỳ rời xa con Ân. Dạ, em cảm ơn anh. Xem khách sáo với anh vậy. Thằng Kỳ và con Ân đều là con của anh. Anh phải tìm mọi cách tách hai đứa nó ra chứ. Anh không hiểu tại sao thằng Kỳ nó làm trong công ty của anh mà nó không theo nghề của em. Công ty của anh làm về cái gì? À thì buôn bán mỹ phẩm và một số thứ khác. Em cũng muốn nó theo nghề y của em lắm, nhưng mà nó nói là nó không thích, mà chỉ thích kinh doanh thôi. Với lại bản tính của nó cũng lãng tử, cho nên nó thích phiêu lưu như vậy đó. Chắc có lẽ là nó giống anh. Khi gặp nó, anh thấy nó rất giống anh hồi trẻ, rất là máu lửa. Nó giống em á, là ở tính thật thà. Em biết không, khi biết là anh có một đứa con trai, anh rất là vui. Thì nè, anh muốn nhận lại con. Anh muốn hai chúng ta sẽ trở lại thành vợ chồng như năm xưa nha em. Không được đâu, điều đó là không thể được. Tại sao? Em còn nghi ngờ anh vẫn như năm xưa phải không? Đúng vậy. Em không biết là bao nhiêu năm qua anh đã làm gì, nhưng mà theo em biết thì anh vẫn đang bị truy nã đó. Đúng. Nhưng bây giờ anh đã đổi khác rồi. Anh rũ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu. Hiện nay anh là một doanh nhân, làm ăn theo đúng pháp luật. Em không biết là anh có nói đúng hay không nữa, nhưng dù sao chúng ta cũng không thể quay lại với nhau được đâu. Tại sao? Em không cho anh cơ hội để nhận lại con của mình à? Không phải là em không cho anh cơ hội, mà tại vì cuộc sống của chúng ta bây giờ đã quá ổn rồi. Em không muốn nó bị ảnh hưởng bởi chuyện riêng của chúng ta nữa. Em thì thấy ổn, chứ còn tâm trí của anh, lúc nào anh cũng thương em hết. Sau vụ đó, anh đã trốn rất lâu, rồi làm lại từ đầu. Tuy tất cả đã thay đổi, nhưng em biết không, trong trái tim anh vẫn còn hình ảnh của em. Em hiểu, nhưng em không thể đâu. Anh hãy quay về với vợ con của anh đi. Chào anh. Thi, Thi. Ê, chết ra. Thi, có chuyện. Anh Quốc. Anh Quốc. Trời ơi, em bị đụng trúng vết thương cổ của anh nữa rồi. Thôi, anh về bệnh viện đi, em băng bó cho. Đi. Anh không sao. Anh Hai. Sao rồi? Có vẻ bậy rất hoảng hốt. Kỳ này chắc là một phen nhớ đời. Tốt, làm được lắm. Cầm lấy đi. Cảm ơn anh Hai. Cũng may là không đụng trực tiếp vào vết thương, nếu không thì sẽ nguy hiểm lắm, vì rất dễ bị nhiễm trùng.
Tự nhiên anh nhìn em dữ vậy? Lúc em chăm sóc vết thương cho anh, anh có cảm giác chúng ta trở lại như xưa. Anh đừng có làm như vậy, em sẽ thấy ngại lắm. Anh biết em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh. Em à, bây giờ anh đã hoàn toàn đổi khác rồi. Anh rất là hối hận. Bây giờ anh làm ăn rất là chân chính. Nhưng mà theo em được biết thì anh chưa hoàn toàn thực sự làm ăn chân chính đâu. Anh Quốc à, em khuyên anh nên quay lại và làm lại từ đầu trước khi quá muộn. Dù sao thì em cũng cảm ơn anh về chuyện vừa rồi. Anh không biết là em suy nghĩ về anh thế nào, nhưng anh vẫn rất yêu em. Anh sẽ làm tất cả vì em. Thì à, anh rất muốn có em và thằng Kỳ bên cạnh anh. Tình cảm anh dành cho em và thằng Kỳ thì em rất là cảm ơn. Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép đâu anh à. Tốt nhất anh nên trở về với gia đình của mình đi. Em tin là ở đó anh sẽ tìm được hạnh phúc. Không, anh sẽ hạnh phúc hơn khi có em bên cạnh. Anh nói như vậy không khác nào anh đang coi thường vợ và con anh ở nhà. Chẳng lẽ họ không đem đến cho anh hạnh phúc hay sao chứ? Anh biết là mình đã sai, sai rất nhiều trong quá khứ. Nhưng anh không muốn như vậy đâu Thi à. Anh Quốc, anh vẫn còn yêu em. Ngày xưa cũng vậy, hôm nay cũng vậy, tương lai cũng vậy. Thì à, em hãy cho anh một cơ hội đi. Anh hứa với em là anh sẽ sửa sai tất cả mà. Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em sẽ rất vui khi thấy anh sửa sai đó. Anh sẽ sửa sai, anh hứa với em rồi. Chắc chắn là anh sẽ sửa sai để xứng đáng với em. Chú đợi không lâu chứ? Không. Chú gọi anh tới đây chắc là vì vụ khử thằng Kỳ thất bại vừa rồi đúng không? Đúng vậy. Không chỉ có chuyện đó không đâu, mà còn chuyện đàn em của ông mém chút xíu nữa gây nguy hiểm cho Hồng Ân. Làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Thua kèo này thì mình bày kèo khác thôi. Chuyện con Hồng Ân của chú là hoàn toàn bất ngờ, nhưng mà chú không nên tức giận như vậy chứ. Nếu như là bộ của ông gặp nguy hiểm, ông có tức không? Không, chắc chắn là không việc gì phải tức cả. Không yêu được con này á thì mình yêu con khác. Đời này á thiếu gì con gái đúng không? Mà nè, đàn bà chỉ thích ở đàn ông hai thứ thôi, đó là có tiền và có quyền. Mà những thứ đó thì chú sẽ có. Mà khi chú có cái đó rồi thì Hồng Ân sẽ lệ thuộc chú, và sẽ không có thằng nào dám đụng vào Hồng Ân của chú đâu. Theo như đàn em của tôi nói lại, thằng Kỳ đó cũng chính là thằng đã xuất hiện và giúp cho lão hai trốn thoát trong vụ mưu sát vừa rồi đúng không? Đúng vậy. Như vậy thì chuyện người của tôi thua đâu có gì đâu mà lạ. Thằng này cũng dữ dằn mà. Hai thằng đàn em của ông truy sát một thằng không xong thì đừng nghĩ tới chuyện khác. Anh xin đính chính một chút, một thằng và một con chứ không phải là hai thằng. Nhưng mà anh nghĩ
khiến chú bực mình là chuyện của Hồng Ân, chứ không phải là chuyện của tụi sát thủ, đúng không? Đúng. Vậy thì chuyện đó quá dễ thôi. Rồi chú sẽ có niềm vui trở lại thôi. Ý ông nói vậy là sao? Tức là ông cho hai thằng đàn em của ông truy sát thằng Kỳ tiếp hả? Không, cần gì chứ. Nhìn thái độ của chú như vậy á, tôi đoán chỉ có thể là vì tình thôi. Mà chuyện này thì xử lý quá dễ mà. Như hồi nãy tôi nói á, khi đàn ông có tiền và có quyền thì sẽ có đàn bà phục tùng. Mà có quyền á thì có lẽ sẽ tốt hơn tiền đó. Alo, tôi nghe đây. Nói sao? Được, tôi tới liền. Có chuyện gì vui hay sao mà thấy chú có vẻ hứng khởi vậy? Ông buồn có khi nào ông cười không? Thôi, nói chuyện với ông sao? Nè 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 nè, ok. Cứ bỏ hết, dẹp cho đầu óc thoải mái đi nha. Được. Nhưng tôi muốn nhắc cho ông nhớ, muốn giành lại một người phụ nữ riêng cho mình, không phải có tiền và có quyền mới làm được chuyện đó. Để được chuyện đó tốt hơn, ông cần phải gian xảo một tí xíu. Anh tới rồi hả? Em đợi anh nãy giờ ở đây đó. Được lắm, tốt lắm. Nhìn vô đống hình này giống như đang bị chụp lén trong phút vui vẻ vậy. Anh nghĩ là đơn giản mà có những tấm hình này lắm hả? Em cũng phải diễn dữ dằn lắm đó. Vậy hả? Khó khăn quá ha. Nhìn như vậy ai mà biết đánh thuốc mê chứ. Nếu như mà cái này thay thuốc mê bằng thuốc kích thích thì sẽ sinh động hơn nhiều lắm đó. Nhưng mà dù sao thì bây giờ hình cũng đã có rồi. Chuyện của em thì em đã lo liệu xong rồi đó. Phần còn lại thì là chuyện của anh. Anh nhớ chứ? Đúng vậy. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. Còn nữa, anh có còn nhớ điều kiện mà em đã đưa ra với anh không vậy? Nhớ chứ, sao mà quên được. Là làm cái gì thì làm, miễn sao thằng Kỳ phải thuộc về cô. Tôi nói như vậy có đúng không? Ừ. Nếu mà nó bỏ rơi em không ai lo thì anh lo nhé. Em yên tâm đi, thằng Kỳ sẽ thuộc về em. Em không muốn gặp anh nhiều nữa đâu. Tại vì em còn đang đi học. Năm nay là năm cuối rồi, rất là quan trọng. Với lại ba mẹ không có muốn cho em quen ai hết. Nhưng mà không lẽ những cái chuyện riêng tư này em còn phải nghe lời ba mẹ nữa sao? Em biết chứ. Nhưng bản thân em cũng muốn như vậy.
Trí Quang là người như vậy đó. Tốt nhất là em không nên quen Trí Quang. Mày có nghe nói băng của ông Hai bị thanh toán không? Chà, nghe rồi. Giang hồ đồn quá trời luôn à. Nghe nói ông không có chết. Vậy là may trọng lắm rồi đó. Nhưng mà bọn đàn em của ổng thì chết hết. Ừ, kiểu này á, chắc là băng của ông Hai sẽ yếu đi nhiều cho coi. Lúc đó hả, mấy băng khác sẽ mạnh lên rồi hạ luôn băng ổng. Chắc chắn rồi. Mạnh được yếu thua, đó là quy luật. Đúng rồi. Cảm ơn em. Khương nè. Dạ. Dạo này con đi đâu? Ít về nhà quá vậy? Dạ thưa chú, ngoài chuyện con chở chú đi công việc, con còn ra ngoài gặp mấy người bạn của con. Ờ, đi đâu cũng phải nhớ trở về nhà nghe. Dạo này anh em mình gặp nhiều chuyện không tốt. Chẳng hạn như chuyện của con Ân vừa rồi. Dạ, con biết rồi chú. Con xin lỗi chú. Đúng lý ra lúc đó con phải ở bên cạnh của Ân để bảo vệ Ân, y như lời của chú dặn. Nhưng mà... Chú hiểu. Chú tính gặp thằng Kỳ và con Ân để nói... Anh à, cô Ân nó nói á, hôm nay nó sẽ nấu ăn cho gia đình mình. Anh muốn ăn món gì, nó nấu. Ăn cái gì cũng được mà, miễn sao đúng thực đơn bác sĩ dặn là được. Vậy để em nhắn tin báo cho nó biết. Mà anh à, em thấy á, anh không được khỏe, hay là anh lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh hơi mệt, thôi để anh lên phòng nằm nghỉ. Sao vậy, anh còn đau hả? Còn đau, nhưng còn đau một chút. Sao kỳ vậy, ngày hôm qua anh hết đau rồi mà. Bác sĩ nói á, anh á, phải hạn chế vận động. Anh cứ lên phòng nghỉ đi. Một lát có đồ ăn á, em sẽ mang lên phòng cho anh luôn. Khi nào đói anh sẽ kêu em. Đỡ anh lên phòng đi. Dạ, em dìu anh lên. Rảnh chứ? Ra quán cà phê đi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Tới 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 rồi con, đây nè. Dạ dạ. Đúng chỗ này rồi. Dạ chú ơi, đổ chú nè. Bao nhiêu tiền vậy con? Dạ 70 chú. Đây, gửi con 100 luôn. Hãy mua nước gì uống nghe không? Dạ cảm ơn chú. Dạ mà chú ơi, khi nào chú cần đi xe á, đây là cạc visit của con, chú gọi con nghe. Chà, con cảm ơn chú. Xe ôm mà cũng có cạc visit nữa ha. Thời buổi tân tiến mà chú. Rồi. Dạ. Có gì chú gọi con nha. Cảm ơn nhiều dạ, nha. Dạ dạ con cảm ơn chú. Con chào chú. Rồi. Có gì chú gọi con nha. Đi. Thi.
Trời, cậu cậu mới lên chơi hả? Con khỏe không? Dạ con khỏe. Cậu ba mới đi xe ôm tới đây nè. Trời ơi, sao cậu lại đi xe ôm? Cậu không gọi con ra đón về? Trời đất ơi, từ bến xe vô đây có bao nhiêu đâu mà gọi con mất công lắm. Cậu đi xe ôm cho rồi. Với lại cậu có ít quà đem cho tụi bay nè. Trời ơi, cậu lên chơi là quý lắm rồi, mang giác lĩnh kỉnh chi cho cực vậy nè. Đâu có được bay. Lên chơi phải có quà cáp chứ không lẽ sách ít không. Với lại gà này là cậu nuôi thả vườn, ăn ngon lắm. Sách lên cho bay nấu á. Chứ trên này toàn gà công nghiệp rồi, ăn bệnh chết. Cậu không thèm đâu. Dạ. Thôi vô con. Rồi. Cậu vô nhà đi cậu. Ủa, bộ nhà không có đứa nào sao mà thấy trống vắng quá vậy con? Dạ không có ai hết á. Anh Hùng thì đi làm chưa về, còn con Lan thì nó cũng đi học mà. Rồi còn thằng Hai đâu? Dạ thì bữa trước con nói với cậu rồi đó, bây giờ nó đang bận công việc, cũng chưa xong nữa cậu à. Trời đất ơi, vậy mà cậu nghĩ là xong rồi chứ. Thiệt tiếc hết sức không. Lâu quá rồi ông cậu không có gặp nó đó nha. À cậu có mệt không? Hay là lên lầu nghỉ một chút đi. Dễ gì bây. Lên thành phố xe chạy gần gần tao ngồi tao coi cho ở đó mà ngủ. Chết rồi, trà nguội quá à. Thôi để con vô trong rót cho cậu ly nước mát nha. Không có sao đâu, nước mát hoặc là nước mưa cũng được, chứ cậu không thích uống trà. Sao đi của mình vậy? Thằng Kỳ đâu? Chúng mày đừng bao giờ nhắc tên nó nữa nha. Xin lỗi, tại tôi thấy ông hay đi với thằng Kỳ, quen miệng nên hỏi thôi. Hình như tôi nhớ không lầm là thằng Xài và thằng Kỳ là cánh tay phải và tay trái của ông mà. Mẹ, cho ly cà phê em. Bộ ông bị điên rồi hả? Tầm Sam. Mẹ, ông thừa biết là tôi ghét thằng Sài cỡ nào rồi mà. Lúc nào đi đâu tụi nó cũng bu theo tôi hết, làm người ta cứ tưởng. Còn thằng Kỳ nữa, một thời gian sau cũng sẽ vậy thôi. Nếu ông nói như vậy là đúng như những gì tôi nghĩ và thấy rồi. Hiền giữa ông và thằng Kỳ đúng là không êm đẹp. Nếu nói vậy thì tôi có cái ý này. Tôi và ông sẽ hợp tác với nhau để hất cẳng thằng Kỳ ra khỏi băng của ông Hai. Hình như hôm nay ông gọi tôi ra đây là vì chuyện đó đúng không? Có chuyện quan trọng muốn nói với ông. Chuyện gì ông cứ nói cho tôi nghe đi. Chuyện bảo vệ ông Hai đó. Ôi, mấy cái chuyện đó không cần phải lo. Nếu tụi nó muốn xử ông Hai, tụi nó xử lâu rồi. Tôi nghĩ nó bỏ qua rồi. Có lẽ là vậy, nhưng ông cũng nên cẩn thận thì hơn. Đúng rồi. Hình như tôi thấy trong nhóm của ông Hai chỉ có tôi và ông là trung thành nhất. Đúng là như vậy. Hiện giờ chỉ có tôi và chú em là người tin tưởng nhất thôi. Ráng đi. Chà, lâu rồi cậu không có lên đây. Nhà bay bây giờ tiện nghi quá chừng ha. Dạ có gì đâu cậu. Ủa, nước mát này tự tay con nấu hả? Dạ, anh Hùng với con Lan thích uống lắm đó cậu. Cậu cũng vậy á, chứ mấy nước ngọt đóng chai cậu không có dám uống. Thi nè,
Hiện tại là nhà con của mình con thiệt phải không? Dạ đúng rồi. Cậu sao vậy? Có chuyện hệ trọng lắm mà cậu không dám nói qua điện thoại, lỡ sẽ có ai nghe hoặc là tay dắt mạch rừng, cho nên cậu đích thân lên đây gặp con nè. Có chuyện gì vậy cậu? Thằng Quốc đó về rồi. Tưởng chuyện gì, chuyện đó con biết rồi, con gặp ảnh rồi mà. Ủa, nói gì phải gặp nó rồi hả? Dạ, thậm chí con còn điều trị bệnh cho ảnh nữa đó. À, như vậy là người đặt bó hoa ly trên mộ mẹ con hôm đám giỗ chính là anh Quốc đó cậu. Như vậy là đúng như những gì cậu nghĩ về nó rồi. Thằng Quốc không phải hoàn toàn là người xấu, mà nhất là đối với gia đình chúng ta. Hồi xưa cậu giận nó, nhưng bây giờ cậu phải nói thiệt với con nè. Thật lòng cậu rất quý nó, nó giúp mẹ con rất nhiều, và cậu thấy rằng nó yêu con rất thật lòng. Tuy nó đi vào con đường làm lỗi, nhưng thực chất nó không phải là con người quá xấu. Vừa rồi thấy nó về thăm cậu, cậu rất là mừng. Cậu cứ phân vân là không biết có nên cho con biết hay không. Giờ thì con đã biết rồi, cậu cảm thấy đã có chịu trong người phần nào rồi đó. À, cậu à, cậu đã gặp anh Quốc rồi, vậy cậu có cảm nhận anh ấy có thay đổi gì không cậu? Không con, nó vẫn y như thằng Quốc ngày nào, nó vẫn gần gũi, nó vẫn thân thiện như thằng Quốc ngày xưa thôi. Cái hay là vậy nè, nó biết mình bị chi nã mà nó vẫn về thăm cậu, chứng tỏ nó rất quý cậu. Thiệt cái thằng. Ai vậy con? À, chắc là anh Hùng về đó cậu. Thôi để con ra mở cửa. Ừ. À mà Thi nè. Dạ. Cái chuyện vừa rồi á, con nên Con hiểu rồi, con sẽ không nhắc chuyện gì liên quan tới anh Quốc trước mặt của anh Hùng đâu, cậu yên tâm đi. Con hiểu vậy là tốt, cậu chỉ lo hạnh phúc gia đình của con thôi. Dạ. Ân nè, chú Danh đã khỏe hẳn chưa Ân? Ba mình đã đỡ nhiều rồi. Mấy vết thương đó cũng ổn rồi, không thấy bị sưng hay nhiễm trùng gì hết. Vậy là mừng rồi. Mẹ của Lan nói chú Danh bị nặng như vậy thì phải chăm sóc thật kỹ đó. Mình biết mà. Với lại cũng có bác sĩ y tá chăm sóc cho ba, cho nên là mình cũng an tâm. Ba của Ân đã khỏe hẳn rồi, mà sao Lan thấy Ân vẫn còn buồn vậy? Bộ ở có chuyện gì hả? Ân nè, ở có chuyện gì vậy? Ân cứ nói với Lan đi, biết đâu Lan có thể giúp gì cho Ân được thì sao? Đây chỉ là chuyện riêng của mình thôi. Ba của mình không cho phép mình tiếp tục quen với anh Kỳ nữa. Tại sao vậy? Mình cũng không biết tại sao, nhưng mà ba mình kiên quyết lắm. Mình yêu anh Kỳ nhiều lắm, nhưng mình cũng không dám trái ý ba. Sao kỳ quá vậy? Không lẽ ba của Ân che xuất thân của anh Kỳ? Dù sao thì anh Kỳ cũng đã từng cứu mạng ba của Ân mà. Mình cũng có nói với ba như vậy, nhưng có lẽ như Lan nói, ba mình chắc là chơi xuất thân của anh Kỳ. Hồi bữa mẹ kêu mình không được qua lại nhà của Ân, giờ lại tới phiên ba của Ân cấm Ân không được quen anh Kỳ. Tại sao vậy ta? Chẳng lẽ có chuyện gì ở đây sao? Ân à, thực ra bây giờ Lan không biết nói gì với Ân nữa, nhưng mà Lan nghĩ là khi mà mình yêu ai đó thật lòng thì phải cố gắng hết mình
để bảo vệ tình yêu đó. Đó là kinh nghiệm của Lan hả? Không, Lan chưa yêu ai hết. Lan chỉ nghĩ vậy thôi. Lan thì chỉ mới ấn tượng với một người, nhưng cũng chỉ là ấn tượng thôi. Anh có thể không mạnh mẽ bằng Lan, nhưng mà mình sẽ cố gắng và nghe lời khuyên của Lan. Cố gắng lên nha. Lan á sẽ ủng hộ cho Ân hết mình. Ân nè, ở đây có mấy cuốn sách nói về tình yêu, mua về đọc lấy kinh nghiệm đi. Mua mấy cuốn này về đọc để tham khảo thêm. Ở đây cũng nhiều sách quá nè. Hắn vào đó làm gì vậy ta? Không biết hắn có hẹn ai trong đó không? Báo cho thủ trưởng biết đi. Hồi nãy Dũng có báo cáo con gái của hắn ta bị bắt cóc. Chính vì vậy hắn mới đi gấp như vậy. Là ai bắt cóc cô ấy vậy thủ trưởng? Chưa rõ. Vậy là kế hoạch đi bắt tập quân có chút thay đổi. Đồng chí, hãy tăng tốc về phía trung tâm ngoại ô thành phố cho tôi. Dạ. Ông muốn con gái ông chết hả? Tiền đi. Để xuống đất, lùi ra xa. Để xuống cho nó đi anh. Nhanh lên. Để xuống đi. Dì à, dì thấy con có nên đi gặp Hồng Ân với lại anh Kỳ để xin lỗi chuyện hồi trước con đã làm không? Thì nếu mình cảm thấy là mình đã sai thì mình cứ đi tìm gặp người ta rồi mình trình bày, rồi mình xin lỗi người ta thì tốt thôi, chứ có gì đâu, phải không? Không, không, con lầm rồi. Không phải như vậy đâu. Con Hồng Ân không phải là con của ông ta. Alo, tôi nghe. Alo. Dạ, thủ trưởng. Tình hình thế nào rồi? Không có thủ trưởng, tên Phương đã chết. Sao lại chết? Ai đã bắn hắn ta? Chúng tôi đã bắn. Hắn ta gây nguy hiểm cho chúng tôi bên trong. Chúng tôi phải nổ súng. Vậy chúng tôi phải đưa xác hắn ra ngoài. Hãy để xe cứu thương đến hỗ trợ. Còn các đồng chí đi theo hỗ trợ cho Minh Dũng. Báo cáo rõ. Nhưng nó có chịu tha thứ cho anh không? Kể như gì ông gây ra, đặc biệt là cái chết của ba tôi, thì tôi nghĩ ông đã biết chuyện gì xảy ra với ông rồi. Đừng Dũng à, đừng con. Nhưng mà luật pháp luôn khoan hồng cho những ai chịu tự thú. Ông buông ta ra và tự thú đi. Con Ân nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của em nữa. Em mong anh đừng có đưa nó vô cuộc trả thù này. Em sao vậy? Anh à, anh phải quyết liệt hơn trong chuyện ngăn cản thằng Kỳ và con Hồng Ân tới với nhau nha. Nếu không thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa đó. Tất nhiên rồi, anh rất quyết liệt trong chuyện này. Chắc chắn thằng Kỳ và con Ân phải chia tay nhau trong nay mai thôi. Nếu lần này tôi thất bại, tôi sẽ đem cái mạng tôi vô thế. Ừ, tốt. Nhưng tôi cũng có một điều kiện. Nói đi. Nếu như cô gái hôm bữa xuất hiện, tôi có quyền xử cô ta nếu cô ta chống đối không?